Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đón bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Bạn sẽ yêu ai trong 3 tháng tới Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 láp bài tượng trưng cho 3 tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 ha Và tụ 3, rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi bạn sẽ yêu ai trong 3 tháng tới. Và đây là những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. ở đây mình thấy các bạn tụ một là những người um, đang rất là tập trung vào tài chính ha và các bạn là những người cũng có một cái sự uy tín có sự cam kết với những cái um, điều bạn mong muốn và ở đây bạn rất là khao khát rất là um, can trường với những cái điều mà bạn thực sự gọi là khát khao bạn có một cái sự quyết tâm rất là lớn đầy sự ý chí đầy sự dưỡng tâm và có khả năng trong cuộc sống của bạn cũng đang có rất là nhiều cái thử thách gian nan ha nhưng mà mình thấy bạn đều có thể gọi là uh, vượt qua được bởi vì mình thấy bạn là một người rất là à, mạnh mẽ và cứng cỏi và là một người có sự quyết liệt nữa khi mà bạn đã thực sự muốn cái điều gì đó thì bạn sẽ cố gắng đạt cho bằng được và một số bạn ở đây thì mình thấy khả năng các bạn cũng là một người à, rất là ôn hòa cởi mở ha à, và có thể là bạn đã có một cái sự kết thúc một cái điều gì đó trong cuộc sống của bạn đã có sự hoàn thành một cái chu kỳ cũ hoặc một vài bạn các bạn đã có một cái sự kết thúc một mối quan hệ nào đó rồi ha ở đây thì mình thấy dường như là các bạn rất là thích uh, những xem những tin tức nước ngoài hoặc là bạn cũng là một người uh, thích uh, cởi mở với thế giới bên ngoài ha, và có khả năng có vốn ngoại người cũng rất là tốt uh, và bạn cũng là một người sống rất là nhân ái chân thành và là một người biết thấu hiểu là một người rất là tinh tế và lịch sự uh, có khả năng bạn rất là thích biển và bạn rất là thích cây cối môi trường đó một số bạn ở đây các bạn đang cảm thấy khá là cô đơn lẻ loi trơ trọi trong giai đoạn này và có thể là các bạn đang có một cái sự gọi là muốn có không gian riêng muốn dành thời gian riêng cho bản thân của mình ừ. hoặc là bạn cảm thấy có một cái điều gì đó có sự thiếu thốn cảm thấy hơi bị tự ti và bản thân hoặc là cảm thấy như cuộc sống của mình nó không được hạnh phúc như những người khác chẳng hạn vân vân ừ. Và ở đây thì mình thấy dường như là cơ hội đang đến với bạn rất là nhiều Tuy nhiên thì có khả năng là bạn còn gọi là suy nghĩ về những cái điều bạn chưa có Cho nên là bạn chưa có khả năng là nhìn nhận những cái điều mà bạn đang gọi là được mở ra cơ hội ha Việc của bạn hãy có sự biết ơn và trân trọng những gì bạn đang có thì có khăn Khả năng là những cơ hội tốt đẹp nó đang gọi là đến với bạn Và bạn có thể là nhìn thấy những cơ hội đó và nắm bắt được nó Rồi để mình xem cơ bạn sẽ yêu ai trong 3 tháng tới ha mình thấy ở đây thì có khả năng đây là đối tượng họ cũng có học thức họ cũng là một người truyền thống cũng là một người hướng về gia đình và đây là một người có thể là họ là một người biết đối nhân xử thế khôn ngoan điềm tĩnh ừ, Và có thể một số bạn các bạn quen nhau qua môi trường bạn bè đồng nghiệp hoặc là ai đó giới thiệu cho bạn ha ừ. ở đây mình thấy dường như là cái người này họ cũng có cái cuộc sống vững chắc hoặc là có thể là họ cũng rất là mong muốn, hy vọng có được một mái ấm gia đình giàu có sung túc. Và cái người này thì mình thấy có thể là họ cũng là một người đang trong giai đoạn có một cái sự hơi bị cô đơn, hoặc là họ cũng là một người đang trong giai đoạn của sự bảo vệ bản thân của mình. Và họ có rất là nhiều sự lựa chọn trong tình yêu hoặc là cũng hay bị được làm mai làm mối đó. Nhưng mà cái người này mình thấy dường như họ có những cái tiêu chuẩn riêng, họ có những cái sở thích riêng và họ có thể là muốn tìm kiếm một người thực sự phù hợp với họ ha người này thì mình thấy cũng giống như bạn họ cũng là một người sống rất là tình cảm chân thành và là một người đang trong giai đoạn của sự chuyển hóa và mình thấy một số bạn ở đây là có thể là đã từng lập gia đình ha và đã ly dị ha mình thấy dường như cái người này họ có cái khả năng đó hoặc là họ đã từng có một cái mối quan hệ gì đó cũng khá là lâu dài và đã có sự kết thúc và có thể là họ đang trong giai đoạn của một cái sự gọi là phát triển tinh thần phát triển bản thân và đam mê học hỏi và cũng như là cũng đang có sự mở lòng để chào đón một tình yêu mới ha nhưng mà có thể là cái người này mình thấy họ có sự quan sát kỹ lưỡng chứ họ không có vội vàng hấp tấp chọn đại chọn đùa rồi để mình xem đối với những bạn nữ xem tra bài thì người yêu của bạn trong ba tháng tới là ai À, thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem trả bài cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại và các bạn nam cũng vậy ha ở đây thì các bạn nữ xem trả bài các bạn sẽ yêu một người mà họ cũng là một người rất là bản lĩnh đầy thành công thành tựu vinh quang và người này được rất là nhiều người ngưỡng mộ và họ cũng là một người sống rất là chân tình nha người này có khả năng là họ là một người có rất là nhiều cảm xúc yêu thương lãng mạn và đắm đuối đó à, và họ cũng có những cái nỗi niềm những cái nỗi buồn những cái nỗi ám ảnh những có những cái um, điều phiền muộn gì đó trong quá khứ rồi người này mình thấy có khả năng là họ là một người um, đôi khi cũng rất là nhạy cảm à, và họ đã từng rơi vào bế tắc ha họ đã từng có những cái sự gọi là rơi vào cái giai đoạn gọi là mất tiền uh, tổn thất tiền bạc hoặc là có khả năng sức khỏe không được tốt hoặc là như mình nói là có một cái sự kết thúc một cái sự thiếu vắng trong tình cảm và cuộc sống của họ cũng đang có những cái sự biến đổi những cái sự thay đổi rất là lớn và có thể là cái người này mình thấy họ làm trong những lĩnh vực liên quan đến việc gọi là chữa lành có thể là một người làm trong lĩnh vực chữa lành mặt về mặt y tế ha về mặt cơ thể vật lý hoặc đây là một người họ là một người rất là thấu hiểu và giúp cho người ta cảm thấy tốt hơn khi mà có sự trò chuyện với họ người này mình thấy dường như là họ cũng có những vấn đề liên quan đến sức khỏe có thể là liên quan đến um, bao tử dạ dày gì đó ha ở đây thì mình thấy uh, cái người này có thể là um, họ còn uh, những cái uh, nỗi buồn vì đó và chưa giải quyết được nó có thể là họ cũng có một cái sự cảm thấy uh, đơn coi ha hoặc là họ rất là sợ cô đơn có thể là họ cũng đang rất là muốn tìm kiếm một người thực sự phù hợp uh, và đem đến cho họ cái cảm giác uh, có người đồng hành, có người chia sẻ, có người gọi là à, cho họ một cái tình yêu ngọt ngào. Mình thấy cái người này khi mà gặp bạn có khả năng là họ có sự gọi là nhìn nhớ đêm mông ha, có thể là họ hay ngủ mơ về bạn và mình thấy là có khả năng họ khi mà gặp bạn họ sẽ trao cho bạn một cái tình yêu nghiêm túc á à, bởi vì có thể là cái người này họ thấy bạn rất là đẹp ha bạn rất là giỏi và họ cũng có sự ngưỡng mộ cái sắc đẹp của bạn ngưỡng mộ cái tài năng của bạn nữa và họ cũng rất là chung thủy nha họ dành cho bạn một cái tình yêu rất là đắm đuối và có khả năng cái người này họ sẽ rất là nhỏ nhẹ tinh tế và luôn có sự ân cần quan tâm bạn à, mình thấy có thể là cái người này họ cảm thấy tâm hồn của họ có sự gọi là tươi vui hơn cảm thấy như họ được thoải mái khi mà được tiếp xúc với bạn cảm thấy bạn giống như là một người bạn tri kỷ tâm giao của họ vậy đó và họ cảm thấy bạn là một người có sự gọi là nguyên tắc có sự trung thực và có trách nhiệm trong cuộc sống và trong cái tình cảm với bạn thì họ cũng là một người rất là có trách nhiệm ở đây ở đây thì đây là một cái tình yêu chân thành ngọt ngào ha có thể là mình thấy cái người này họ yêu bạn rất là nhiều yêu mà đôi khi có khả năng là ngủ mơ về bạn hoặc là tương tư về bạn. À, một số bạn ở đây thì có khả năng là các bạn đã có sự kết thúc một cái tình yêu nào đó. À, tuy nhiên thì có khả năng các bạn vẫn còn hy vọng có một cái sự gọi là hàn gắn quay trở lại. Thì à, có một vài trường hợp là mình thấy có thể có sự quay trở lại của cái người mà bạn đang mong nhớ nha. À, với cái điều kiện là cái đối tượng này với bạn có sự hiểu lầm qua lại với nhau rồi chia tay nhau ha chứ không phải là cái người này họ đã đi lấy vợ hoặc là họ đã lăng nhăng phản bội bạn thì à, không có cái hình ảnh của những người đó ở đây ừ. ở đây toàn là những người yêu chân thành ha và cái người này yêu bạn rất là nhiều yêu đắm đuối yêu lãng mạn và có khả năng trong 3 tháng tới là họ sẽ cho bạn một cái tình yêu um, công bằng ha một cái tình yêu gọi là thấm thiết và rất là lãng mạn à, thậm chí khả năng là có một cái sự gặp gỡ hoặc là trao tặng quà hoặc là những lời nói đậm chất gọi là uh, mùi mẫn trong tình yêu dành cho bạn ha à, mình thấy đây có khả năng là cái người này họ đã từng rơi vào giai đoạn giống như là hay bị người khác canh ghét hoặc là huyền um, rủa gì đó và có khả năng là họ cũng là một người thích những bộ phim mang tính chất của bộ phim mang tính chất là một bộ phim phép thuật rồi đó vân vân hoặc là thích xem ảo thuật ở đây người này cũng thích những cái điều tâm linh huyền bí đó. và ở đây đây là một người có thể là cũng có một nhóm bạn riêng có một cái sự kết nối với đội nhóm hoặc là có một cái mạng lưới kết nối gì đó người này thì mình thấy khả năng là họ đã có một cái sự kết thúc một cái mối quan hệ cũ à, hoặc là họ đã có một sự kết thúc và con người cũ của mình để đổi mới bản thân và họ có khả năng trở nên giác ngộ hơn sáng láng hơn biết suy nghĩ hơn ừ. và cũng có thể là cái người này họ có đạo nha có thể là họ theo đạo công giáo à, người này là một người luôn có những cái suy nghĩ tích cực lạc quan hướng về phía trước ừ. và đây là một người có một cái sự tôn trọng cái quyền riêng tư của người khác ha à. Um, một số bạn thì như mình nói là có sự nghe cái nói chia tay hoặc là có thể là các bạn có sự quen nhau qua môi trường như bạn bè cộng đồng online ở đây ha qua trên quen qua nhau trên mạng uh, tuy nhiên thì mình thấy các bạn cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi các bạn có sự gọi là tiếp xúc uh, bởi vì đôi khi khả năng ở đây có rất là nhiều đối tượng lừa đảo qua việc quen nhau trên mạng việc của bạn là phải có sự cẩn um, trọng um, xem xét uh, và cần phải có sự cập nhật nhiều thông tin của họ càng nhiều càng tốt. Để đảm bảo cái tính trung thực ở đây ha. Rồi để mình xem đối với bạn Nam xem trả bài thì bạn sẽ qua trong 3 tháng tới ha. Ở đây mình thấy cái người này là một người có rất là nhiều sự lựa chọn, nhiều cơ hội đến với họ và đây là một người cực kỳ có nhiều ý tưởng đa dạng và phong phú cuộc sống của cái người này thì mình thấy dường như cũng có rất là nhiều cái sự giao tranh cũng có nhiều cái sự đấu đá mâu thuẫn gây gắt ha hoặc là cũng hay bị người khác thị phi uh, nói xấu sau lưng hay gì đó ừ. họ đã từng rơi vào giai đoạn rất là nghiệt ngã rất là mệt mỏi rất là kiệt sức có khả năng cái người này họ làm việc rất là nhiều hoặc là họ đã từng kết thúc một mối quan hệ gì đó cũng rất là tổn thương ha bi ở đây Và ở đây thì mình thấy người này là một người họ rất là thích những mẫu người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa duyên dáng, vừa khéo ăn khéo nói lại biết cách đối nhân xử thế, có một cái sự gọi là bản lĩnh, tự tin và chủ động. À, mình thấy có thể là cái người này thì ăn nói như mình nói đó, rất là khôn ngoan, khéo léo và à, là một người có khả năng à, thuyết phục người khác. Người này là một người rất là nhạy bén trong việc nắm bắt thông tin ha, họ là một người khi mà đã muốn biết một cái điều gì đó thì họ sẽ có sự đào sâu nghiên cứu một cách rất là nghiêm túc. À, để biết được cái thông tin mà mình đang tìm hiểu, ừ. họ sẽ tìm hiểu từ A đến Z luôn ha. Và đây là một người họ có sự gọi là kiên cường, ha họ không có sự gọi là quá bi lị trong tình yêu và cái người này họ có sự quan sát và họ biết cách nhìn người, họ có thể gọi là à, đánh giá được một phần sơ bộ nào đó về con người người đối tượng khi mà có sự tương tác với họ. À, và ở đây cái người này thì mình thấy là họ là một người không có dễ tin ai hết. Và họ hơi nóng tính một chút nhưng mà đây là một người cũng có cái khiếu hài hước ha à, và ở đây thì mình thấy họ luôn giữ cho mình một cái bộ mặt của sự nghiêm túc của sự um, cứng cỏi và ít thể hiện tình cảm ít thể hiện cảm xúc và có khả năng ít khi cười nữa và đây là một người tóc dài ha à, tóc dài da trắng mũi cao um, và là một người nhìn rất là thông minh nhìn rất là đáng tin cậy và rất là biết cách ăn mặc uh, chăm sóc cho bản thân của mình rất là độc lập ở đây thì mình nói rồi cái người này họ giống như một thám tự tư họ có khả năng tìm ra manh mối một cách rất là giỏi luôn ha và không ai có thể dễ dàng để có thể gọi là đánh lừa được cái người này họ rất là À, có trực giác cũng khá là cao nữa ha ở đây mình thấy à, họ là một người à, có một cái sự biết giấu cảm xúc của mình ha kiểu như là dù cho họ không cảm thấy vui nhưng mà bề ngoài thì họ luôn tỏ vẻ rất là bình thường à tinh tế và lịch sự và trong tình yêu thì cái người này họ có sự đeo mặt nạ kiểu như là họ thích thì họ cũng sẽ có một cái sự dưỡng dưng xem xét như thế nào chứ họ không có quá gọi là vồ vập hoặc là à, quá gọi là à, để cho người ta biết được, nắm được cái cảm xúc của họ. Đây là một người có khả năng là trong cuộc sống của họ họ cũng là một cái người chuyên gia hòa giải cho những cái sự mâu thuẫn, hoặc là có thể là trong cuộc sống của họ thì à, họ là một người rất là yêu chuộng công lý công bằng, bình đẳng, một người rất là trung thực, à, sống rất là có trách nhiệm và là một người có thể làm việc liên quan đến giấy tờ, hồ sơ pháp lý gì đó ở đây. Có khả năng cái người này họ làm những công việc à, liên quan đến à, luật lệ, luật pháp hoặc là liên quan đến việc truyền cảm hứng, liên quan đến thể hiện giọng nói, hoặc là có sự chia sẻ kiến thức hoặc làm huấn luyện viên hay gì đó ở đây, vân vân. hoặc là liên quan đến công nghệ rồi đó, ha. À, liên quan đến truyền thông và có thể cái người này họ cũng có cái tầm ảnh hưởng cao. đây là một người họ thích sự thiền định, họ thích tìm kiếm sự yên tĩnh và có khả năng đây là một người có một cái sự đang nâng cấp cái sự bình tĩnh của mình trước khi giải quyết bất kỳ những cái vấn đề nào Ừ. họ thích có khả năng họ đang có sự phát triển về cái sự yên bình trong cái à, nội tâm của họ ha. người này thì mình thấy khả năng là trong quá khứ họ là một người nóng tính và hơi có sự bốc đồng nhưng mà từ từ thì cuộc sống cũng dạy cho họ rất là nhiều bài học và họ từ đó mà họ có sự gọi là à, sửa đổi bản thân của mình ừ. ở đây mình thấy dường như cái người này khi mà họ gặp bạn có khả năng họ cũng có những cái sự gọi là uh, nghĩ tốt về bạn ha cũng có những giấc mơ ngọt ngào trong cái mối quan hệ này hoặc là cảm thấy bạn là một người thể thỏa mãn những cái tiêu chuẩn uh, nhu cầu của họ tuy nhiên mình thấy trong mối quan hệ này có khả năng cái người này họ sẽ ở trong cái thế bị động để xem bạn uh, hành động ra sao ha quan sát coi bạn uh, có tình cảm với họ như thế nào uh, và ở đây thì uh, họ luôn cần bạn chủ động thể hiện tấn tới ha chứ họ cũng sẽ không quá gọi là à, mạnh mẽ hoặc là có sự gọi là chủ động tiến đến bên bạn đâu cái người này mình thấy họ thích à, à, trâu đi tìm cọc chứ họ không có thích cọc đi tìm trâu đâu ha và có thể là trong cái mối quan hệ với bạn cái người này á họ rất là vững chãi họ rất là mạnh mẽ à, và họ có một cái sự cứng cỏi họ tỏ ra là một người rất là kiên cường luôn ừ nói chung là có thể đây là một người luôn thể hiện mình không phải là người yếu đuối trong tình yêu ha và có khả năng cái người này dù họ là nữ đi chăng nữa thì họ cũng mang tính cách của một người nam nhi á họ cũng có khả năng cũng đạt được khá là nhiều thành công trong cuộc sống và có thể là các bạn có khoảng cách xa ha có thể là khác xa về tỉnh thành thành phố hoặc một số bạn có khả năng xa là các bạn quen người nước ngoài hoặc là sống hai quốc gia khác nhau và cái người này mình thấy dường như khi mà thấy bạn họ cảm thấy bạn có nét gì đó khá là giống ba của họ hoặc là họ cảm thấy bạn là một người À, rất là vững vàng một người trụ cột gia đình được một người bản lĩnh một người đáng đi họ noi theo à. và một người hướng về gia đình thậm chí ở đây mình thấy khả năng là cái người này họ nghĩ rằng bạn sẽ là một người cha một người chồng tốt đó theo mình thấy thì họ nghĩ như vậy cái trực giác của họ mách bảo như vậy uhm. tuy nhiên thì họ cũng không biết mọi thứ nó sẽ đi về đâu không biết là bạn có thực sự thật lòng hay không hay là chỉ là quen chơi thôi kiểu vậy nhưng mà mình thấy dường như là cái người này họ à, đánh giá cao về bạn rất là nhiều và đôi khi họ không biết là một người tốt một người thành công như bạn liệu bạn có yêu họ có thích họ hay không ừ, hay chỉ là bạn bè thôi à, đó chưa đôi khi có khả năng cũng hơi bị trong chơi hay bị hoang mang ừ, và không biết mọi thứ như thế nào cho nên cái cái tư thế của người này đó là bị động xem xét và quan sát ra sao thôi à. À, cho nên một phần nữa là cái người này họ đã từng bị lận đận trong tình yêu cho nên họ cũng không tin rằng à, có người tốt như bạn sẽ yêu họ kiểu như vậy à, họ không nghĩ rằng có một người thực sự gọi là chủ động với họ như vậy ừ. à, thì ở đây có một số bạn ngắt kết nối chia tay mình thấy dường như là cái người này có thể là họ cũng có một cái sự à, xem coi bạn có hành động gì đó cho cái mối quan hệ này hay không ừ. và đôi khi khả năng trong lòng họ thì À, ở bề ngoài thì có vẻ hơi dững dưng Nhưng bên trong thì có khả năng rất là khao khát Mong muốn là bạn có sự chủ động tiến tới ừ. Họ có khả năng cũng còn có một cái sự gọi là Có sức chịu đựng bền bỉ với bạn à, Và mình thấy họ luôn bao dung Họ luôn có sự quan tâm đến sức khỏe Đến tinh thần của bạn Và ở đây thì khả năng là cái người này Họ vẫn xem bạn là một cái người anh hùng Trong mắt của họ Một người muốn gọi là kết hôn với họ vẫn, vẫn rất là muốn kết hôn với bạn ha tuy nhiên mình thấy dường như dường như là cái người này họ cảm thấy như mọi thứ nó có sự gọi là bó buộc à, mọi thứ giống như là hoàn cảnh có một cái sự không có may mắn và họ cũng không biết như làm như thế nào không biết nên tiếp tục hay buông bỏ không biết có nên chờ bạn hay không ừ, cho nên là có thể là họ đang xem xét xem liệu bạn có hành động thì có thể là à, có thể sẽ cho nhau một cơ hội ha. Và có khả năng họ cũng rất là hy vọng cái hành động của bạn, cái sự chủ động của bạn sẽ giúp cho họ có sự cởi trói những cái mụn phiền bên trong họ. Ha, giúp cho họ có khả năng hiểu rõ được cái mối quan hệ này, tình yêu thực sự bạn dành cho họ có sâu đậm như họ nghĩ hay không. Ừ. Ở đây thì có một vài bạn á, là các bạn đang yêu người nào đó thì có khả năng á, là trong vòng 3 tháng tới các bạn vẫn yêu cái người đó thôi ha và có thể là các bạn sẽ có một cái sự gặp gỡ trực tiếp và cái người nam là cái người sẽ chủ động tiến tới các bạn nữ ha rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó ha nhân mã Sông tử bạch dương sử nữ sông ngư thiên bình bảo bình rồi chữ cái trong tên ha chữ tờ chữ xét W chữ G chữ R chữ P chữ E chữ Y ngắn chữ D hoặc chữ Đ và chữ F rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi bạn sẽ yêu ai trong 3 tháng tới và đây là những trò bài chung. Mang nguồn năng lượng chung của nhiều người, mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ hai. ở đây mình thấy các bạn tụ hai là những người có thể là giỏi ngoại ngữ hoặc là có khả năng một số bạn các bạn đang ở nước ngoài ha hoặc có khả năng các bạn là những người có rất là có duyên với quốc tế có khả năng là hay thích yêu xa chẳng hạn ở đây thì mình thấy khả năng bạn đang có một cái sự muốn rời khỏi một cái tình huống một cái điều gì đó mệt mỏi trong cuộc sống của bạn hoặc là bạn đang rất là muốn kết thúc hoàn thành xong một cái dự án một cái kế hoạch hoặc là kết thúc xong những cái chuỗi ngày nghiệt ngã trong giai đoạn này kiểu vậy hoặc là một số bạn có khả năng là trong giai đoạn này có thể là bạn đang muốn có sự bình yên bạn không có thích những cái sự đấu tranh đấu đá bong chen với người khác bạn muốn có một cái không gian riêng và phát triển con đường của mình ha bạn là một người có lối đi riêng không có thích gọi là đi theo đám đông kiểu vậy mình thấy các khả năng các bạn cũng là những người rất là thích du lịch cũng thích đi đây đi đó trải nghiệm cuộc sống và bạn có thể là cũng đạt được khá là nhiều thắng lợi thành công vinh quang rồi ha ừ. các bạn sống rất là tình cảm và là những người có sự gọi là thường hay cho đi thường hay giúp đỡ à, và đôi khi thì có khả năng các bạn đang trong giai đoạn có sự chú tâm về mặt sức khỏe mặt tinh thần nâng cấp cái ý chí của bạn bạn là một người rất là hòa hợp với người khác ha ừ. có khả năng là có duyên ăn nói hoặc là là một người rất là khéo léo trong cách ứng xử giao tiếp Ba bạn cũng là một người có sức kiên trì bền bỉ và chịu đựng cao nữa rồi để mình xem coi bạn sẽ yêu ai trong 3 tháng tới ha có khả năng cái người này là cái người mà bạn đang có sự thu hút ha à, thu hút họ đến với bạn à, người này thì mình thấy họ là một người sáng tạo và là một người có sự độc lập trong cuộc sống mọi thứ trong việc công việc của họ thì có khả năng tự tay họ làm nên tất cả đó và đây là một người có thể là họ cũng thích đi biển hoặc là đây là một người có thể ở gần biển hoặc là họ rất là thích ăn cá rồi đó hoặc là thích câu cá vân vân và cái người này mình thấy dường như họ cũng khá là nổi tiếng được nhiều người biết tới đó ừ. đây là một người cũng thích có một cái mối quan hệ tình yêu lãng mạn cùng ngắm sao trời với người yêu của mình à tuy nhiên mình thấy dường như là cuộc sống của họ cũng đang trải qua khá là nhiều cái sự gọi là bận biệu hoặc là có những cái cuộc thi đấu những cái cuộc cạnh tranh trong công việc kinh doanh làm ăn chẳng hạn và đây là một người luôn biết lên kế hoạch cho cuộc sống của mình ha và có sự cân bằng và biết nhìn tổng quát mọi thứ và luôn có những cái sự gọi là chuẩn bị chu đáo và tinh tế nhất người này mình thấy họ có rất là nhiều cái sự lựa chọn và có khả năng họ cũng là một người biết suy xét và để chọn lựa cho mình một cái quyết định phù hợp nhất và trong cuộc sống của họ mình thấy dường như có một ước mơ gì đó của họ được trở thành sự thật đó. Ừ. Một số bạn thì có khả năng cái người này là cái người trong mơ của bạn nha. Ừ. Rồi để mình xem coi đối với bạn nữ xem tra bài thì bạn sẽ yêu ai trong 3 tháng tới. Thì các bạn nữ xem tra bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem tra bài cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại và các bạn nam cũng vậy ha. Các bạn nữ sẽ yêu ai trong 3 tháng tới ở đây thì mình thấy là một vài bạn có gia đình thì bạn vẫn yêu <laughs> bạn vô bạn xem chơi xem giải trí thì có khả năng thì vẫn là cái người đó thôi chứ ai à, một vài bạn thì mình thấy cái người này là một người hướng về gia đình và có khả năng là cái người này họ cũng có cái nguồn tiền cao nha à, đây là một người có lối sống rất là truyền thống và là một người um, rất là yêu thương cha mẹ à, anh chị rồi đó và người này mình thấy dường như là họ đang muốn xây dựng tổ ấm ha muốn uh, tiến đến kết hôn đó Ừ. Người này họ có một cái nhóm bạn riêng Hoặc hay có những cái sự gọi là hội họp bạn bè gì đó ở đây Và đây cũng là một người thể quen bạn qua trang mạng à, Qua một cái cộng đồng bạn bè Hoặc là trong một cái buổi tiệc ừ. Hoặc là ai đó giới thiệu cho các bạn ha à, Đây là một người họ thích học hỏi Tìm tòi những cái mới, phát triển bản thân Và đây là một người có một cái sự sôi nổi, nhiệt quyết Năng nổ và có sự sáng tạo cực kỳ ha họ cũng là một người sống rất là hòa nhã và thân thiện với người khác à, đây là một người thích sống ẩn dật dù họ là bạn có nhiều bạn bè đi chăng nữa thì họ luôn có một cái khoảng cách nào đó với người khác dữ vậy à, họ thích ra uh, ngoài thiên nhiên hít thở không khí trong lành tìm kiếm sự bình yên cũng như là khi họ ở gần thiên nhiên họ cảm thấy có được cái sự gọi là thoải mái hơn và có nhiều ý tưởng phù hợp hơn và nâng cấp được cái sự hiểu biết bên trong của họ và có thể là cái người này mình thấy là họ cũng trải qua rất là nhiều điều cũng là một người có thể đưa ra những cái uh, sự cố vấn cho người khác một cách rất là hữu ích ha và mình thấy dường như cái người này họ cũng làm trong những lĩnh vực mà liên quan đến sự gọi là truyền tải kiến thức chia sẻ kinh nghiệm ừ, một người đào tạo nhân lực chẳng hạn ha và có khả năng là họ cũng là một người thích tìm tòi về những cái lĩnh vực như là chính um, liên quan đến gọi là văn hóa tâm linh tinh thần hay gì đó vân vân Uh, và có thể là họ đọc sách rất là nhiều cái uh, trí tuệ cái sự hiểu biết của người này có sự gọi là nó uh, dồi dào ha kiểu vậy tuy nhiên cái người này mình thấy dường như cuộc sống của họ cũng đang trải qua những giai đoạn có thể là họ đang um, bị bệnh hoặc là họ có những vấn đề um, về tài chính ừ. và họ đang có sự gọi là xây sở đang cố gắng gọi là giải quyết mọi thứ ổn thỏa Người này thì mình thấy là dường như họ là một người sống cũng khá là nội tâm, những cái vấn đề của họ họ có sự gọi là không có muốn nói với người khác ha, cũng không muốn gọi là ảnh hưởng, gây phiền hà với người khác và tự mình sẽ giải quyết được tất cả. Một vài trường hợp là cái người này họ đã từng có gia đình và từng ly dị ha. có thể là cái người này họ ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài ở đây mình thấy dường như cuộc sống của họ có khả năng họ cũng hay gọi là trải qua những cái sự bị người khác mua chuộc ha nhưng mà cái người này họ có sự từ chối họ là một người có thể là sống có nguyên tắc có cái phẩm chất giá trị riêng của mình và họ không có dễ dàng bị người khác mua chuộc đâu và ở đây mình thấy họ cũng có sự tôn trọng cái quyền riêng tư, họ là một người có khả năng là đôi khi á chuyện của họ họ không có muốn nói với ai hết và đôi khi họ có sự gọi là hơi sống bí ẩn. Ừ. Và ở đây có khả năng đây cũng là một người hay bị người khác nói tới nói lui hoặc là nói xấu sau lưng. Rồi ừ. này có khả năng họ làm trong lĩnh vực liên quan đến luật pháp, liên quan đến giấy tờ, hồ sơ luật lệ gì đó hoặc là họ đang có sự theo đuổi một cái công việc pháp lý hoặc là một cái vụ kiện hoặc là những cái vấn đề thuế mái gì đó của họ ha và người này ăn mặc rất là lịch sự tinh tế ha có khả năng là họ là một người thích mặc áo sơ mi và nhìn rất là điển trai và ở đây thì mình thấy khả năng cái người này khuôn mặt khá là tròn và có khả năng là có đeo mắt kính ha đây là một người có thể là họ rất là thích đi đến chùa ha hoặc là họ là một người có một cái sự gọi là phát triển mặt tâm linh À, họ là một người có sự hướng thiện và có sự tu tập ở đây ừ. Có là một người có lòng tốt nữa Ở đây thì mình thấy khả năng là cái người này khi mà gặp bạn Có khả năng là họ cũng có sự gọi là đeo mặt nạ đó à. Uhm, kiểu như là có thể thích nhưng mà ở bên ngoài thì cũng rất khá là dưỡng dưng và không có sự gọi là uh, quá dồ dập ở đây mình thấy cái khả năng là khi gặp nhau các bạn sẽ có sự gọi là nói chuyện gọi điện cho nhau khá là nhiều đó uhm, có thể là nói chuyện uh, thâu đêm luôn mà không thấy chán uhm. Và cái người này họ cảm thấy khi mà nó tiếp xúc tương tác với bạn khá là vui, kiểu như là bạn là một người cũng rất là nhiệt tình, thân hái, có sự giúp đỡ cho họ, cũng như là có sự gọi là chia sẻ kiến thức qua lại, ha, à, đem đến cái sự hài hòa cho cả hai. À, và ở đây thì mình thấy cái người này họ luôn muốn hỗ trợ cho bạn, luôn muốn là một cái người bạn tinh thần cho bạn ở đây. Và người này là một người có rất là nhiều cái cơ hội, ha, rất là nhiều cái sự lựa chọn, uhm nhưng mà họ cảm thấy rằng chỉ duy nhất có mình bạn khiến cho họ có một cái sự cảm thấy tin tưởng à, và họ cảm thấy bạn là một người cũng năng lượng cũng khá là thuần khiết à, và bạn đến khiến cho tâm hồn của họ có sự rung động ha giống như đánh thức họ sau một cái cơn ngủ dài một một cái thời gian mà họ có sự gọi là cô đơn à, và trái tim của họ nó có sự đóng cửa thì bạn giống như là mở cửa trái tim của họ vậy đó <laughs> kiểu như vậy à và có khả năng khi mà các bạn gặp nhau thì có thể là các bạn cũng uh, có khá nhiều thử thách khá nhiều khó khăn có thể là cái khó khăn của các bạn đó chính là cái về mặt gọi là địa lý um, có sự xa cách uh, khoảng cách ở đây và khi mà gặp bạn có thể là cái người này họ cũng rất là trợ, rất là bận rộn ha? rất là nhiều công việc nhiều áp lực nhiều gánh nặng và ở đây thì mình thấy khả năng là cái người này um, họ cảm thấy bạn là một đối tượng có thể gọi là về chung một nhà với nhau á ừ, có thể tiến đến kết hôn nhưng mà họ sẽ có một cái sự từ từ ha chậm rãi chứ họ không có quá vội vàng cái người này mình thấy là họ có sự gọi là đầu tư nhưng mà đầu tư một cách chậm rãi thôi ừ. một số bạn có khả năng gặp nhau ở một tiệc cưới chẳng hạn à. và ở đây thì mình thấy là có khả năng một số bạn các bạn đã đang yêu nhau với cái người này rồi ha một số bạn là bạn đã, cả đã có đối tượng mà vẫn vô xem coi liệu ba tháng sau mình có yêu người khác hay không thì mình thấy có khả năng là dẫn người đó đó nhưng mà có thể là các bạn sẽ có cái sự gặp gỡ nhau mình thấy dường như là một số bạn ví dụ bạn yêu xa đi thì cái người này mình thấy khả năng là họ sẽ đến thăm bạn họ sẽ gọi là dược muôn vàng trùng khơi <laughs> bảo tố để đến bên bạn đó nha À, và các bạn có khả năng là sẽ có một cái sự gặp gỡ nhau Hoặc là cái người này họ sẽ đến nhà bạn ừ. Và có thể là còn có một cái sự gọi là tính toán ha à, Lên kế hoạch um, cho cái uh, cuộc hôn nhân chẳng hạn luôn ừ. Lên kế hoạch gặp gỡ nhau rồi và tiến đến kết hôn Thì mình thấy là như vậy đó Và cái người này họ yêu bạn khi mà các bạn đã quen nhau một khoảng thời gian khá là sâu sắc Thì cái người này họ rất là muốn à, cho bạn một cuộc sống thoải mái, bảo trợ về tài chính cho bạn ừ. Thậm chí ở đây là cái mối quan hệ này, cái người này họ còn yêu nhưng họ còn suy si tính rất là nhiều Kiểu như là họ sẽ à, có tương lai vững vàng, có nhà có cửa, có tiền có bạc, rồi cũng mới cưới nha ừ. Bởi vì cái người này họ muốn có đầy đủ tất cả mọi thứ, họ mới có thể lo cho bạn được Thì mình thấy là như vậy À, ở đây bạn nào đã kết thúc hoàn toàn mối quan hệ nào đó bạn không có muốn quay lại với cái người của bạn á, thì à, bạn sẽ gặp được cái người như thế này ừ. à, có khả năng một số bạn các bạn cảm thấy khá là giống cái người cũ nhưng mà bạn đã rời đi rồi thì có khả năng một cái người mới nhưng cái nguồn năng lượng của bạn luôn thu hút những người có nguồn năng lượng xem xem thôi à, nhưng mà cái cách đối xử thì nó khác à Ví dụ như cái người này họ sẽ có sự nghiêm túc còn những người mà bạn yêu mà không có kết quả thì cái người đó họ không có tính đến câu chuyện kết hôn kiểu như vậy cái người này hiểu yêu bạn thì họ sẽ cố gắng uh, kiên nhẫn lâu dài với bạn và sẽ có sự kết hôn ở đây à. rồi để mình xem đối với những bạn nam xem trả bài thì uh, bạn sẽ yêu ai trong 3 tháng tới thì uh, mình thấy đây cái đây là một người họ có một cái sự gọi là rất là chăm chỉ làm việc siêng năng và rất là thích hoa lá cây cành à, uh, người này là một người rất là tự lực kiên cường và họ có khả năng kiến tạo mọi thứ thậm chí người này còn có khả năng gọi là tạo dựng nhà cửa nữa ừ. và họ là một người có lối sống rất là tao nhã nha à, người này rất là thích đến những nơi cảnh đẹp ừ. và có một cái sự gọi là ừ. có một cái sự tinh tế biết uh, xử sự ha biết cách giao tiếp ừ. và ở đây mình thấy họ là một người có khả năng uh, kiếm tiền nhảy bén trong kinh doanh làm ăn ha. À, người này thì mình thấy dường như là trong cuộc sống của họ có rất là nhiều người có sự tò mò về những cái giá trị mà họ làm được tò mò về cuộc sống của họ ra sao ha hoặc đây cũng là một người có sự tò mò họ cũng rất là muốn um, tìm kiếm học hỏi những cái điều mới những cái sự gia tăng về tiền bạc tài chính đây là một người có khả năng học học hỏi từ người khác rất là hay hoặc là học lõm từ người khác đó và cái người này thì mình thấy họ cũng là một người rất là thính tai luôn nha <laughs> họ có thể gọi là cảm nhận hoặc là có thể nghe thấy dù cho có thể là cái khoảng cách nó khá là xa nhưng mà họ vẫn nghe được người ta đang xì xào về họ họ có cái trực giác họ cảm nhận được cái điều đó và đây là một người cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm nhiều sự mệt mỏi họ có sự gọi tạo ranh giới với những người khác tạo ranh giới với những người gọi là à, khác giới luôn trong lòng trong cuộc sống của họ nhưng mà có thể là bạn là người duy nhất mà có thể gọi là tiến gần đến họ ha và họ cho phép bạn à, làm điều đó ha ở đây mình thấy như vậy người này thì mình thấy dường như họ đã từng rơi vào giai đoạn của sự tổn thương tổn thương trong tình yêu hoặc là họ đã trải qua một cái sự mất mát đau khổ gì đó rồi và ở đây thì có khả năng là cái người này là một người rất là dễ đồng cảm cho người khác rất là dễ xúc cảm, xúc động có khả năng là khi mà xem phim thì đôi khi họ cũng có sự khóc theo nhân vật kiểu như vậy đó. Đây là một người rất là kiên trì vượt qua từng thử thách, từng cái à, cột mốc ha trong cuộc sống để có thể vươn lên đạt đến cái sự thành công. Ừ. Họ mạnh mẽ và họ kiên cường và họ có khả năng làm được. Người này họ không có thích một cái cuộc sống mà bị người khác gọi là kiềm kẹp hoặc là uh, điều khiển họ như con rối nha họ thích sự tự do họ thích muốn làm những gì họ thích họ không có thích bị gọi là ép cái này ép cái kia bắt làm cái này bắt làm cái kia uh, mà họ cần phải có sự giống như là khi họ muốn thì họ sẽ làm họ muốn sự tự nguyện chứ họ không có thích bị ép buộc kiểu như vậy và trong tình yêu cũng vậy họ không có thích bị ràng buộc bị ép buộc uh, không có thích uh, bị người khác gọi là cứ dòng họ um, bắt họ phải kết hôn hay gì đó thì cái người này họ có lối đi riêng của mình À, khi nào họ muốn thì họ sẽ kết hôn Hoặc họ sẽ tìm cái người mà họ thật sự yêu Chứ họ không có để cho người khác gọi là quyết định thay cho họ ừ. Người này thì mình thấy dường như họ cũng là một người Rất là mệt mỏi và nặng nề đó Cảm thấy như cuộc sống có rất nhiều áp lực ánh nặng Nhưng mà họ rất là kiên trì mạnh mẽ Để có thể vượt qua được tất cả ừ. Họ là một người có khả năng chiến thắng được bản thân của mình Chiến thắng được cái nỗi sợ Cái bản ngã của mình và đây cũng là một người có thể gọi là giúp cho người khác có một cái sự um, hàn gắn chữa lành giải quyết những cái mâu thuẫn ha à, người này thì họ là một người giành được khá là nhiều thành công họ đã đạt được cái đỉnh vinh quang của mình họ đạt được cái sự chiến thắng gì đó họ có thành tựu rồi nha và có khả năng họ cũng là một người rất là chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực mà họ đang theo đuổi đó và có khả năng trong cuộc sống của người này cũng rất là nhiều gánh nặng nhiều áp lực Ví dụ họ là một người rất là lo cho gia đình trụ cột gia đình chẳng hạn nói chung là dù cho họ là chị cả hoặc là em út gì đó nhưng mà cái người này họ vẫn có sự gánh giác gia đình gánh giác người thân của mình kiểu vậy họ muốn lo cho mọi người ha và một người cũng có rất là có trách nhiệm và cũng đôi khi cũng hơi có sự ôm đờm ở đây mình thấy có khả năng bạn là chính là cái khởi đầu mới của cái người này à, và có thể là cái người này khi mà họ quen bạn họ cảm thấy như là cái mối quan hệ này cũng khá là vui à, cũng tràn đầy cái sự hào hứng ha. À, và họ cảm thấy như là bạn là một người có một cái tâm hồn cũng rất là ngây thơ trong tình yêu à, và họ cảm thấy bạn có sự chân thành nữa ở đây thì có khả năng cái người này họ là một người khá là cứng rắn trong tình cảm ha à, kiểu như là họ là một người tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát hoặc là họ cầm lên được thì họ cũng buông xuống được ha chứ họ không có sự gọi là quá bi lụy rồi à, đau khổ vì tình hay gì đó vân vân cái người này họ đã trải nghiệm nhiều rồi họ đã từng đau khổ cho nên là à, không còn gì để đau hết kiểu vậy và họ nắm được cái thế thái nhân tình này rồi cho nên là cái người này họ có sự quyết đoán dù họ yêu nhưng mà họ không cảm thấy hạnh phúc thì họ vẫn có sự rời đi à, chứ họ không có để bản thân của mình à, không được trân trọng ha. Đây là một người biết yêu thương bản thân của mình và mình thấy trong cái mối quan hệ này thì có thể là cái người này họ đối với bạn một cái tình yêu rất là chung thủy nha. Họ yêu thật lòng, họ yêu chung thủy, họ có sự gọi là thành thật với bạn rất là nhiều và có khả năng họ có sự gọi cũng có một sự đắm đuối mãnh liệt và yêu bạn cũng cách rất là chân thành và hồn nhiên. Nói chung mà ở đây mình thấy các bạn là những người có sự nghiêm túc đầu tư vào mối quan hệ và cái người này thì có khả năng là bạn với họ hay có sự nhắn tin qua lại và có thể là cái người này họ luôn trong tư thế của sự chờ đợi tin nhắn của bạn ha ừ, họ có khả năng là không quá chủ động trong cái tình yêu này đâu ừ. và họ luôn xem xét cái sự chủ động của bạn cái sự cố gắng nỗ lực của bạn như thế nào rồi họ mới cho bạn cái cơ hội à, được tiếp xúc được yêu thương họ ừ. người này khá là kỹ và họ có tiêu chuẩn riêng không có dễ dàng gọi là đánh cắp được cái trái tim của người này trừ khi họ có sự sẵn sàng dân hiến nha <laughs> Và đối với họ thì tình yêu cần phải có một sự chung thủy thật lòng ha, còn nếu như họ phát hiện không có được cái sự chung thủy là họ sẽ quyết khác rồi đi chứ không có để bản thân của mình bị người khác không coi trọng á. rồi để mình xem uh, cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bạn của người đó ha sư tử nhân mã kim ngưu sông ngư bò cạp cự giải thiên bình Bảo bình ha. Rồi chữ cái trong tên. chữ chay chữ g chữ g chữ y ngắn chữ b phở w. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông ba để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ ba bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi à, bạn sẽ yêu ai trong 3 tháng tới và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ ba ở đây mình thấy các bạn tụ ba là những người sống rất là tình cảm chân thành và đầy sự yêu thương à, các bạn rất là nhẹ nhàng và có sự thấu hiểu người khác tuy nhiên một số bạn các bạn đang trải qua một cái giai đoạn của một cái sự bị uh, thiếu thốn tiền bạc hoặc là có khả năng là tình yêu có một cái sự hơi bị uh, cô đơn uh, quạnh vắng hoặc là một số bạn các bạn đang cảm thấy khá là tổn thương trong tình cảm uhm. một vài bạn ở đây đã từng bị phản bội ha hoặc là từng uh, bị đối xử không có công bằng trong tình yêu đó uhm có một cái sự gọi là kiểu như là cho đi rất là nhiều nhưng nhận được chẳng bao nhiêu á và ở đây mình thấy khả năng các bạn đang trong giai đoạn có một sự phục hồi về mặt sức khỏe mặt tinh thần của mình và các bạn là những người cũng có một cái sự gọi là luôn kỹ lưỡng trong việc gọi là chọn lựa đối tượng ha là một người có khả năng luôn suy nghĩ trước khi mình bước vào yêu và có khả năng là những cái trải nghiệm bạn đã vượt qua nó cũng khiến cho bạn trở nên gọi là kỹ càng hơn à. Bạn là một người có khả năng làm ra tài chính tốt, vững vàng là một người có một cái sự kiên định ha, quyết tâm. À, ở đây thì mình thấy bạn vừa có sự mơ mộng, vừa có sự bay bổng lãng mạn nhưng mà bạn rất là thực tế. Ừ, bạn không có ảo tưởng ha. Và bạn có sự nắm giữ cuộc đời của mình. Một số bạn ở đây các bạn là một người mang nguồn năng lượng của sự chữa lành cho người khác, có khả năng các bạn một số bạn các bạn làm trong lĩnh vực chữa lành đó, về mặt sức khỏe, y tế ha, hoặc là về mặt tinh thần chẳng hạn. Nói chung khi mà ở gần bạn người ta cảm thấy rất là được an ủi Cảm thấy khá là yên bình, thoải mái Rồi để mình xem coi bạn sẽ yêu ai trong 3 tháng tới Đây là một người họ rất là công bằng, công lý và bình đẳng Họ rất là trung thực và ngay thẳng luôn Sống rất là có trách nhiệm đó Người này dường như họ đã từng có một cái sự kết thúc Một cái điều gì đó rồi và họ đang trong giai đoạn có một sự chuyển hóa và đây là một người mà bạn có thể là đang thu hút à, kéo về cuộc sống của bạn đó. có khả năng bạn không có thích một cái người gọi là à, không chung thủy thì có khả năng bạn muốn có một người có sự trung thực trong tình yêu chung thủy trong tình yêu thì bạn sẽ có sự thu hút cái người này đến với bạn à, và sự thu hút này thành công cái người này cực kỳ có trách nhiệm ha. quyết đoán tự tin và có một cái sự là yêu chuộng sự công bằng sự công lý ở đây và đây là một người cực kỳ gọi là có sự mạnh mẽ và họ có khả năng kiến tạo những gì mà họ thực sự mong muốn và biến nó trở thành sự thật ha và cái người này mình thấy dường như là họ cũng đang trong giai đoạn của một cái sự chữa lành về mặt uh, sức khỏe tinh thần của mình à, có khả năng một số bạn là các bạn quen người nước ngoài hoặc là các bạn sống hai quốc gia khác nhau à. người này thể là họ dở về ngoại ngữ chẳng hạn vân vân nói chung là mình thấy cái người này là một người họ đã có sự hoàn thành xong một cái chu kỳ rồi đó một cái chu kỳ um, cũ trong cuộc sống của họ À, hoặc là hoàn thành một cái chương cũ tình yêu gì đó Và họ có sự gọi là à, bước sang cái giai đoạn mới Hoặc là có khả năng cái người này họ rất là kết muốn kết thúc cái sự độc thân vui tính của mình để có được người yêu ừ. Rồi để mình xem coi đó với bạn nữ xem tra bài thì à, Bạn sẽ yêu ai trong 3 tháng tới thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng các bạn nam xem trả bài Cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại và các bạn nam cũng vậy ha À, người này mình thấy dường như là họ khá là giàu có đó họ là một người có cuộc sống rất là sung túc rất là đầy đủ và là một người có lòng biết ơn là một người có rất là nhiều cảm xúc à, vừa cái người này mình thấy họ vừa có một cái sự gọi là giỏi giang làm ra tiền bạc tốt mà họ vừa có một cái sự thấu hiểu chân tình sống tình cảm nữa ừ. và đây là một người rất là nhanh nhẹn linh hoạt và ở đây thì có khả năng họ là một người có một cái sự gọi là chân thành trong tình yêu yêu ai thì họ có một cái sự quan tâm một cái tình yêu gọi là vô dị lợi ha, vô dụ lợi. Ừ. Người này khi mà gặp bạn có khả năng là họ cảm thấy bạn khá là ngây thơ hoặc là họ cảm thấy bạn nhìn giống như một nàng thơ. Ừ. và ở đây mình thấy là cái người này cuộc sống của họ cũng có nhiều sự uh, bon chen, nhiều sự căng thẳng, nhiều sự gọi là cạnh tranh trong công việc kinh doanh làm ăn hoặc là uh, cũng uh, hay bị uh, người khác um, đả kích hay gì đó, vân vân. Đây là một người họ mạnh mẽ Họ cũng không có dễ dàng để cho người khác lấn lướt họ nha ừ. Họ cũng biết cách để có thể gọi là giải quyết vấn đề Tuy nhiên mình thấy dường như là họ chọn im lặng đó Họ rất là khôn ngoan ừ. Và họ là một người sống hoài nhã nữa Cho nên họ không có thích chiến tranh đâu Người này có khả năng là họ rất là quan tâm đến cha mẹ của mình Và họ rất là yêu à, trẻ con à, Một số ở đây trường hợp là cái người này họ là cha đơn thân cũng có thể nha Một vài trường hợp thôi À, và mình thấy người này có khả năng là họ cũng là một người sống rất là giản dị mộc mạc và đôi khi tính cũng hơi trẻ con mặc dù là họ đã có thành sự thành danh thành tựu rồi nhưng mà đôi khi cũng hơi trẻ con một chút à, ở đây một số bạn các bạn quen người này rồi ha à, cái người này thì mình thấy là có thể một vài bạn các bạn là bạn bè của nhau à, hoặc là một vài bạn các bạn đang yêu người này hoặc là một số bạn á À, các bạn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh gì đó với nhau Nhưng mà dường như là trong 3 tháng tới Thì có khả năng các bạn có sự quay trở lại à, Còn đối với những bạn mà cái người này Họ đã có người yêu, họ đã có gia đình Thì không phải là cái người này đâu Mà bạn sẽ có khả năng gặp được cái người chất lượng hơn Thì là cái người trong gia bài này đó Chứ không phải cái người cũ đó của bạn đâu nha Cho nên là việc của bạn là phải có sự thực tế ha, Nhìn nhận vấn đề một cách kỹ càng Chứ không phải cứ trải bài nào là cứ nhắm vô cái người phản bội bạn Cứ nhắm vô cái người đã có gia đình thì nó sẽ khiến cho bạn cứ lưu giữ cái hình ảnh, cái ám ảnh, cái năng lượng của người đó thì rất là khó để có thể thu hút cái người mà thực sự phù hợp với bạn. Với lại đây là một cái trại bài chung bạn ha và có nhiều năng lượng ở đây là có khả năng một số bạn cái nguồn năng lượng của các bạn qua đã được tăng cao rồi cho nên là có thể là gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Đây là một người họ rất là kiên trì trong cuộc sống họ vượt qua rất là nhiều gian nan thử thách và tiến đến thành công ha. Ừ. Người này có khả năng là họ bị uh, uh, bị cận có thể có đeo kính đó ừ. hoặc là có khả năng trong quá khứ của họ họ có những cái vấn đề liên quan đến tầm nhìn đó có khả năng trong quá khứ họ là một người thích yêu đương nhiều hơn là là họ có một cái sự nghiêm túc vô công việc nhưng mà có thể có những cái biến cố đau lòng cho nên là họ có sự thay đổi họ tập trung vào công việc nhiều hơn đây là một người họ rất là thích con nít ha hoặc là họ làm những công việc liên quan đến sáng tạo liên quan đến trẻ em chẳng hạn à, đây là một người họ có rất là nhiều sự nhiều ý tưởng nhiều sự tưởng tượng và trí tưởng tượng của họ bay cao và bay xa và đây là một người có khả năng họ làm những công việc mà liên quan đến bất động sản ha, à, có khả năng cũng có nhà, có cửa, họ có sự đầu tư vào bất động sản, khá là giàu có đó. Ừ, có nhiều dự án, kế hoạch ở đây. Tuy nhiên thì có thể là cái cuộc sống người này đôi khi họ thành công quá, họ giỏi giang quá thì cũng có nhiều người rất là ganh tị, đố kỵ và nói xấu sau lưng họ. Hoặc là họ đã từng trải qua giai đoạn bị người khác xem thường cho nên là đó có động lực để cái người này họ cố gắng, họ phát triển để họ thành công. Ừ ở đây thì mình thấy khi mà gặp nhau thì có khả năng là cái người này họ tỏ ra là một người rất là mạnh mẽ là một người có một cái sự gọi là à, vững vàng một người bản lĩnh một người thủ lĩnh đó một người kiên cường một người rất là chăm chỉ làm việc và có khả năng cái người này họ nhìn nhận cảm thấy à, bạn là một người có thể làm khiến cho họ suy nghĩ rất là nhiều ha à, họ cảm thấy bạn là một người rất là có giá trị đó cảm thấy bạn giống như là một cái người có khả năng là đi đến lâu dài với họ thậm chí là kết hôn luôn À, và cái người này họ có sự đánh giá cao về bạn họ cảm thấy bạn rất là đẹp ha, rất là cuốn hút rất là có quyền năng là một người có một cái sự vững vàng à, một người có khả năng quan sát và là một người rất là nhạy bán giống như một con báo vậy đó bạn nhìn thì có vẻ nhìn à, bề ngoài thì có sự ngây thơ hồn nhiên một nàng thơ xinh đẹp dễ thương nhưng mà bên trong bạn là một người đầy nhiệt huyết đầy sự cứng cỏi can trường và bạn có khả năng tạo ranh giới không có dễ dàng gọi là tiếp uh, tiếp xúc với bạn hoặc là uh, chiếm được cái trái tim của bạn đâu Ừ, bạn là người có tiêu chuẩn cũng khá là cao thì cái người này họ có sự suy nghĩ về bạn như vậy cho nên là có khả năng họ luôn có một cái sự là cố gắng ha uh, uh, trở thành một cái hình tượng thật sự trưởng thành để bạn có sự yên tâm và ở đây cái người này họ nghĩ ngợi về bạn rất là nhiều uh, và đồng thời có khả năng là họ cũng có những cái sự xem xét xem bạn có thật sự thích họ hay không nữa họ cảm thấy uh, bạn là một người đôi khi uh, có sự hơi che giấu cảm xúc hoặc là bạn có sự đeo mặt nạ với họ cho nên là họ không biết bạn có thích họ không rồi thật sự họ thích bạn đó nhưng mà đôi khi có khả năng là cái người này họ cũng mong lung không biết là mọi thứ như thế nào à, mọi thứ nó sẽ đi về đâu vân vân hoặc là một vài bạn cái nói chia tay có khả năng cái người này họ đang xem xét là liệu bạn có mở lòng đón nhận họ nữa hay không rồi liệu hai bên có cơ hội nữa hay không, nói chung cũng còn đang rất là trong trên chập trùng ha. Nhưng mà đối với họ thì bạn vẫn còn rất là đẹp ha, rất là hút hút họ. Và có khả năng còn tình cảm với bạn. Và có thể là cái người này họ sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn, bận rộn. Nhưng mà mình thấy dường như là trong 3 tháng tới có một cái sự gọi là sum hợp lại đối với những trường hợp như mình nói nha. Rồi để mình xem coi đối với những bạn uh, Nam xem cho bài thì bạn sẽ yêu qua trong 3 tháng tới Người này có khả năng họ đã từng rơi vào cái giai đoạn có sự tiêu cực ha Và có khả năng có sự gọi là buồn bã hoặc là thất vọng cái điều gì đó Họ đang tập trung hơn vào cái niềm vui và bạn bè và cuộc sống cá nhân của họ Một số bạn có thể là các bạn quen nhau môi trường bạn bè, đồng nghiệp hoặc là một buổi tiệc ha đây là một người họ rất là thích đi du lịch, thích đi khám phá và có thể là họ là một người đang trong giai đoạn tìm kiếm về sự bình yên nhẹ nhàng, chữa lành cho bản thân của mình và cân bằng hài hòa nhất. họ là một người có sự kiểm soát, à, có thể là họ đang quan tâm về sức khỏe cá nhân, về tinh thần, về thể chất, về mọi thứ uh, của bản thân mình. Ừ. và người này họ đã từng đi qua giông tố và họ đã có khả năng đang trong giai đoạn thoát được những cái giông tố đó rồi và họ biết biết yêu quý bản thân hơn người này là một người khả năng là họ cũng nhìn rất là thanh tao tao nhã cuốn hút có một cái sự gọi kính đáo tỉ mỉ là một người có nhiều tiềm năng bí ẩn là một người có trực giác cao hoặc có khả năng là cái người này họ cũng theo đạo đó. Ừ. họ có sự gọi là có lòng mộ đạo có sự tín ngưỡng ừ. và có niềm tin rộng lớn họ có khả năng là thích đọc sách thích đọc học hỏi những cái điều chân lý những cái điều tốt đẹp và đây là một người rất là nhiệt huyết ăn nói thì rất là um, linh hoạt và sung sẻ rất là trôi chảy à, và là một người biết nắm tâm lý của người khác nha nhưng mà họ cũng rất là thân thiện và hòa đồng và có khả năng cái người này mình thấy họ cũng là một người khá là kín tiếng họ không có thích phô trương không có thích nói nhiều về bản thân của mình họ thích một cuộc sống gọi là thầm lặng và ở đây thì có khả năng là cái người này mình thấy là họ là một người có cái sự gọi là bao dung uh, che chở Uh, kiên trì và có sức uh, chịu đựng cao trước những cái áp lực trong cuộc sống và họ biết cách gọi là điều chỉnh cái uh, cá tính của mình người người này khó khá là nóng tính đó. nhưng mà họ biết cách điều chỉnh nó. Ha. ở đây mình thấy khả năng là trong cuộc sống của họ cũng khá là nhiều mâu thuẫn nhưng mà mình thấy dường như là họ biết cách giải quyết những mâu thuẫn này hoặc là giúp cho mọi người có một cái sự cân bằng hài hòa hơn ha um, cái sự liên kết mọi người lại với nhau và có thể là cái người này họ tin vào định mệnh hoặc là có thể là họ làm những công việc liên quan đến tâm linh tinh thần có thể là họ biết xem tarot ha hoặc là họ uh, là một người rất là hay nghiên cứu um, thích xem những trả bài tarot vân vân và mình thấy trực giác người này cũng khá là cao cũng thuộc uh, kiểu người gọi là nghĩ gì là có đó đó <laughs> người này mình thấy là dường như là họ có sự rất là tôn trọng uh, mọi đạo giáo đó ha? họ có sự tôn trọng các uh, tôn giáo khác nhau chứ họ không phải là kiểu người gọi là um, độc đoán ở đây ừ. họ rất là tôn trọng những người biết uh, tu tập ha những người có những ý niệm tốt những người sống thiện lành ừ một số trường hợp là đạo chúa một số trường hợp là đạo phật không thấy là như vậy đây là một người có khả năng họ đang trong giai đoạn của một cái sự gọi là đang tha thứ có thể là họ đang nhận ra một cái vài lỗi lầm trong quá khứ của mình họ đang có sự tha thứ cho bản thân cố gắng khắc phục hoặc là một vài bạn trong cái mối quan hệ này dường như là cái người này họ đang có một cái sự cảm thấy có một cái điều gì đó hơi sai ở bản thân mình mong muốn có một cái sự tha thứ đối với những bạn đang quen có những cái sự tranh cãi mâu thuẫn gì đó với nhau ha à, và có thể cái người này họ đang trong giai đoạn của sự lấy lại cái bình tĩnh cân bằng và hài hòa có thể là họ thích thiền định họ thích thời dành thời gian cho bản thân nhiều hơn ừ. và có thể là đang trong giai đoạn chữa lành mình thấy dường như cái người này họ có trong cái tư thế một mình sống ẩn dật ha ở đây mình thấy khả năng là cái người này khi gặp bạn họ có sự ngưỡng mộ về cái thần thái của bạn thấy bạn là một người rất là giỏi giang, đạt rất là nhiều thành công, thành tựu và họ có sự gọi là ngưỡng mộ và um, trân trọng bạn ha và họ xem bạn giống như là một người rất là biết cách đầu tư nghiêm túc, họ cũng là một người rất là muốn có một cái sự cam kết à, kiểu như là họ cảm thấy bạn là đối tượng tiềm năng để có thể kết hôn à, và ở đây thì mình thấy có thể là cái người này họ rất là muốn Um, trở thành vợ của bạn nữa đó họ cảm thấy bạn là người rất là đặc biệt là một cái người đúng như những gì mà họ khát khao một số bạn là có khả năng cái người này họ đã có một cái cảm xúc đặc biệt uh, yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên hoặc là uh, đối với những bạn mà ngắt kết nối chia tay thì có khả năng là cái người này họ muốn bạn có sự chủ động quay trở lại ha bạn muốn họ muốn bạn hành động thì có khả năng là họ muốn sẽ cho nhau một cơ hội nữa um. À, muốn có một cái kết tốt đẹp với bạn 10 ly với bạn ha à, kết thúc những chuỗi ngày đau đớn và có được cái 10 ly ở đây ừ. Nói chung là cái người này dường như là họ rất là muốn có một mái ấm gia đình riêng cho nên là à, khi mà gặp được ai đó phù hợp thì họ cảm thấy rất là quý ha ừ. và họ sẽ có một cái sự gọi là tìm hiểu với nhau trân trọng nhau rồi tiến đến kết hôn Nói chung là vậy À, một vài trường hợp ở đây có khả năng là mẹ đơn thân hoặc là đã ly dị rồi cho nên là cái người này họ cảm thấy bạn là một người rất là khác so với những người mà họ đã quen họ cảm thấy bạn là người rất là chắc chắn ha và họ rất là muốn trở thành hậu phương vững chắc cho bạn ừ. và thậm chí cái người này họ cảm thấy bạn là một người rất là thân quen thân thuộc với họ à, một số bạn hiện như mình nói các bạn đang quen nhau à. Rồi để mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn hay là của bạn hoặc của người đó nha. Sử nữ. Ở đây thì một vài bạn ví dụ như các bạn là những cặp đôi mà ngắt kết nói chia tay mà bạn cảm thấy như là mình không thích nữa thì bạn có quyền ra đi, đó là cái quyền tự do của bạn. Không ai có thể ép buộc bạn cả. Và đây là một trải bàn chung cho nên là đôi khi cũng sẽ có những người họ muốn quay lại, những người muốn ra đi đó là tùy theo ý của bạn thôi. Ha, miễn sao bạn thấy hạnh phúc với cái quyết định đó là được rồi. Market. Sông Ngư, Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình, Bảo Bình Rồi, chữ cá trong tên Chữ F Chữ G Chữ L U X chữ y dài n rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quyết kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn